chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,16 triệu tấn với giá trị khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 501 đô la Mỹ trên một tấn, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Và từ đầu năm 2018, Việt Nam cũng liên tục trúng thầu các hợp đồng cung cấp gạo cho Philippines, Indonesia, Hàn Quốc. Mặc dù thị trường có nhiều tín hiệu tốt, song nhiều ý kiến lại cho rằng việc xuất khẩu gạo khởi sắc như hiện nay vừa đáng mừng lại vừa đáng lo. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Và các chuyên gia và người trong ngành nói gì về những lo ngại này? Tất cả sẽ được chúng tôi làm rõ trong chuyên đề xuất nhập khẩu cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo Việt Nam liên tục đạt nhiều tín hiệu vui. Việc liên tục trúng các gói thầu xuất khẩu gạo cho Indonesia, Philippines đã và đang mở rộng đường tới các thị trường lớn cho gạo Việt. Các chuyên gia dự báo, từ nay tới cuối năm, xuất khẩu gạo vẫn còn tiềm năng để tăng trưởng. 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo cả nước ước đạt 2,16 triệu tấn với trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7% về khối lượng, tăng 37,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm đạt 501 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của ngành gạo trong 5 năm gần đây. Đầu năm 2018 này thì cái xuất khẩu gạo của Việt Nam có một cái bước phát triển rất mạnh. Cái mức độ xuất khẩu của lương thực Việt Nam hiện nay là đạt cái con số rất là ấn tượng. Ngay từ đầu năm 2018, thị trường gạo đã phát triển sôi động do những hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung cho Indonesia, Philippines. Indonesia sau một thời gian ngừng nhập khẩu thì ngay đầu năm nay, nước này đã đột ngột nhập khẩu trở lại và đến nay đã 3 lần tổ chức đấu thầu. Trong đó, Việt Nam trúng thầu cung cấp tổng cộng 441.000 tấn cho Indonesia. Đặc biệt mới đây, đầu tháng năm 2018, Việt Nam cũng trúng thầu cung cấp 130.000 tấn gạo cho Philippines theo hình thức đấu thầu tập trung. Về cái hợp đồng mà chúng ta vừa trúng thầu với Philippines 130.000 tấn, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái trúng thầu này là cũng tạo cái tiền đề rất tốt cho các cái doanh nghiệp Việt Nam để phối hợp xuất khẩu gạo, và cái trúng thầu này cũng sẽ đạt được cái yêu cầu về thu mua cái giá tốt cho nông dân trong cái vụ hè thu của 2018 này. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2018, giá gạo trong nước đang ở mức cao, cụ thể gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện nay khoảng 8.550 đến 8.660 đồng trên 1 kg. Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 8.400 đến 8.500 đồng trên 1 kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì hiện khoảng 10.000 đến 10.100 đồng trên 1 kg. Gạo 15% tấm 9.700 đến 9.800 đồng trên 1 kg và gạo 25% tấm khoảng 9.400 đến 9.500 đồng trên 1 kg. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện cũng đang cao hơn so với một số đối thủ khác như Thái Lan, Ấn Độ. Tới giờ thời điểm này thì nếu lấy theo cái giá trong nước cộng hết tất cả các chi phí chia theo cái tỷ giá thì rõ ràng cái giá xuất khẩu gạo Việt Nam rất là cao. Giá thành mình hiện nay tính ra là trên 415 đô một tấn FOB là gạo năm thông dụng. Thì với giá này thì rõ ràng chúng ta cao hơn giá gạo Thái Lan. Theo các chuyên gia, không chỉ khởi sắc đầu năm mà cơ hội xuất khẩu gạo tăng trưởng còn lớn hơn trong thời gian sắp tới khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. CPTPP sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo từng bước thâm nhập và gia tăng xuất khẩu vào thị trường các nước tham gia hiệp định có đòi hỏi chất lượng cao, an toàn như Nhật Bản, Australia, New Zealand. Tới đây, khi ta thực thi cái hiệp định CPTPP, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ có được một số các cái phối hợp với các công ty, các nhà đầu tư ở các nước như là Nhật Bản, như là Úc vừa rồi. Ví dụ như ở Nhật Bản thì họ đăng ký là họ sẽ đầu tư vào trong mình để mà phối hợp cho những cái vùng chuyên canh gạo, nâng cao cái giá trị gạo, và họ sẽ là cái người đầu mối thu mua gạo của chúng ta xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Năm 2018 thì nếu nói về cái ngành lương thực và thực phẩm và đặc biệt là ngành gạo thì rõ ràng là nó có cái tín hiệu rất tích cực. Hiện nay tất cả các nước trên thế giới hiện nay là cái về cái vấn đề cái dự trữ về gạo nó đã bị sụt giảm. Cho nên cái nhu cầu về nhập khẩu của các nước là sẽ tăng. Chính vì cái vấn đề đó mà là cái tín hiệu xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ phát triển.
và sẽ tăng trưởng. Đặc biệt, theo dự báo, thương mại gạo toàn cầu năm 2018 tăng ít nhất 0,5% so với năm trước, trong khi đó nguồn cung không còn nhiều. Nhu cầu nhập khẩu gạo tại các thị trường như Malaysia, Indonesia, Philippines vẫn tăng cao, giúp xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều triển vọng tốt về thị trường. Mặc dù đạt kết quả xuất khẩu ấn tượng 4 tháng đầu năm cùng dự báo tình hình diễn biến tích cực trong thời gian tới, tuy nhiên trong niềm vui xuất khẩu sản lượng lớn, giá trị cao của nông dân và doanh nghiệp, nhiều người lại tỏ ra lo ngại. Theo phân tích của luồng ý kiến này, thì việc xuất khẩu gạo khởi sắc như hiện nay đáng lo hơn là đáng mừng. Nội dung chi tiết mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây. Theo đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu gạo, hiện tại Việt Nam chào bán gạo trắng 5% tấm, loại thường khoảng 455-460 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo 25% tấm là 420 đô la Mỹ trên một tấn. Trong khi đó, Thái Lan chào bán với giá 445-450 đô la Mỹ trên một tấn cho loại gạo cùng chủng loại. Chính vì vậy mà không chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Thịnh Phát mà nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt không có đơn hàng mới được ký từ đầu năm tới nay. Vì với cái mặt bằng giá này thì hầu như các cái hợp đồng thương mại giao dịch hiện nay thì đều là không có giao dịch. Còn với những cái doanh nghiệp đã bán rồi trước đây thì thường là bán ở cái mức thấp hơn cái giá này thì các doanh nghiệp lại là không có hiệu quả, thậm chí là lỗ. Theo phân tích của đại diện doanh nghiệp, bán giá cao hơn giá đối thủ cạnh tranh trên cùng chủng loại, loại gạo có chất lượng gần bằng nhau thì đáng lo hơn là đáng mừng. Bởi trước mắt có thể chúng ta sẽ nhìn thấy giá trị thương mại ngay lập tức, tuy nhiên về lâu dài doanh nghiệp xuất khẩu Việt sẽ mất khách hàng. Trong khi đó, giá bán cao dẫn đến mức giá thu mua trong nước cũng tăng cao. Doanh nghiệp tích trữ mà nếu không bán được hàng thì nguy cơ thua lỗ là rất lớn. Ta cứ chạy theo cái giá cao mà giá cao nó không có cơ sở thì khi các doanh nghiệp mua vào, thí dụ như tôi dẫn chứng một doanh nghiệp hiện nay khi mua một tấn gạo vô mà nếu trong vòng 3 tháng mà không tiêu thụ được á, thì cái chi phí sẽ đội lên nó tầm ở mức khoảng 10 đô một tấn. Tức là chi phí đây nó sẽ gồm có cái lãi suất vay ngân hàng, cái hao hụt và thậm chí cái chi phí để chế biến, tái chế trong quá trình mình bảo quản. Thành ra rõ ràng nếu mà ở cái mức cao mà nó vượt qua khỏi cái mặt bằng, cái giá thị trường thế giới người ta chấp nhận được thì nó là tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Việc giá gạo liên tục tăng cao không chỉ là tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp mà cho cả người nông dân. Vì chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến lượt thu hoạch vụ hè thu. Nếu các doanh nghiệp mua vào mà không bán ra được thì thu hoạch tới người nông dân sẽ không tìm được đầu ra. Lúc đó nhiều khả năng giá lúa gạo sẽ lại rơi vào tình trạng giảm sâu. Trong khi đó, việc sản xuất nhỏ lẻ, thiếu định hướng dẫn đến cung lệch cầu cũng là điểm khó để các doanh nghiệp đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Theo chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, điểm yếu này thể hiện khá rõ khi sản lượng lúa gạo nhóm chất lượng trung bình hiện không còn nhiều. Trong khi đó, nhìn lại những hợp đồng xuất khẩu lớn của các doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, chủ yếu vẫn là phẩm cấp trung bình. Do vậy, doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thu mua chủng loại gạo này để phục vụ cho những hợp đồng xuất khẩu đã ký. Nguy cơ phải ngừng hợp đồng sẽ rất lớn. Số doanh nghiệp để liên kết với nông dân chỉ được vài phần trăm. Vài phần trăm đó thì là như vậy rất là hạn chế trong một cái điều kiện để phát triển một cái ngành nghề, một cái mặt hàng cho xuất khẩu. Vừa rồi thì chúng ta lại ký được những cái hợp đồng có về cái chất lượng gạo thì là khoảng 15-25%. Thì như vậy thì tất nhiên là nó cũng có những cái, bây giờ lại là tập trung vào cái chất lượng, cái phẩm cấp gạo trung bình. Thì như vậy thì đa phần các cái doanh nghiệp của Việt Nam thì cái lượng mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái lượng dự trữ cho cái xuất khẩu của cái năm trước thì không có tồn kho để cho năm sau. Thì vừa rồi trong cái tình hình đó thì cái việc mà thu mua cho xuất khẩu thì nó cũng có cái giá trong nội địa nó cũng có bị gia tăng một phần. Việc sản xuất nhỏ lẻ ở nông dân thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn. Vì thế cho nên làm sao biến những ông nông dân sản xuất nhỏ lẻ thành sản xuất lớn. Nông dân sản xuất nhỏ lẻ thì cái chất lượng nó sẽ không đồng đều, hiệu quả nó sẽ không cao. Cùng lúc chủng loại gạo cần để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu khó thu mua thì việc tiêu thụ gạo nếp của các doanh nghiệp ở thị trường nội địa và xuất khẩu vẫn lại gặp rất nhiều khó khăn do Trung Quốc ít mua hoặc mua với giá quá thấp. Hiện gạo nếp xuất khẩu qua Trung Quốc đang bị ép giá thấp xuống dưới 460 đô la Mỹ trên một tấn thay vì mức giá trên dưới 500 đô la Mỹ trên một tấn so với cùng kỳ.
trong khi sản lượng sản xuất của loại mặt hàng này lại tăng cao do người dân mở rộng diện tích trồng nếp liên tục trong 2 năm gần đây. Thưa quý vị, năm 2018, ngành gạo đặt ra mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn. Với những kết quả tích cực từ những tháng đầu năm, ngành lúa gạo đang rất kỳ vọng. Tuy vậy, như vừa phân tích, song song với những tín hiệu tích cực, vẫn còn nhiều điều lo lắng. Người trong ngành cho rằng, để gạo Việt thực sự phát triển bền vững, không chỉ cho mục tiêu xuất khẩu, mà năm 2018 mà còn cần phải thực hiện một số giải pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo các chuyên gia, để ngành gạo đạt được mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp với nông dân. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng cao nhằm chủ động nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Ngoài ra, sự liên kết chặt chẽ trong quá trình sản xuất tiêu thụ còn giúp người nông dân tránh được tình trạng được mua mất giá hay tình trạng thị trường cần một mặt hàng này, chúng ta lại sản xuất mặt hàng khác. Thì cái này nó còn phải cần cái sự thay đổi của người nông, tư duy của người nông dân để mà liên kết với doanh nghiệp để mới có điều kiện mà chúng ta đưa được cái sản lượng gạo tăng hơn, đưa được cái chất lượng gạo tăng hơn. Thì chúng ta sẽ có những cái định hướng phát triển và có những cái quy hoạch, những cái vùng phát triển, tạo ra những cái vùng nguyên liệu để sản xuất, để xuất khẩu rất là rõ nét. Sản xuất lớn ở đây có thể là hình thành nên những cái vùng, những cái trang trại lớn trong, hoặc là liên kết giữa các nông dân lại với nhau, hoặc là liên kết nông dân với doanh nghiệp. Ví dụ những mô hình mà chúng ta đã từng làm, đó là mô hình cánh đồng lớn, vân vân. Thì chúng ta, cái hướng đó là một cái hướng phát triển tốt. Bên cạnh những thay đổi tích cực từ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng cần có những giải pháp căn cơ để hỗ trợ như tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu, những cánh đồng lớn để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm bớt chi phí, đem lại giá trị cao hơn cho người dân. Trong cái thực hiện cái tái cơ cấu ngành lúa gạo thì chúng tôi cũng đã đặt vấn đề chính là làm sao mà cơ cấu lại sản xuất lúa gạo, đảm bảo cái chất lượng, uy tín và cạnh tranh về giá, và đồng thời là phát triển được cái thương hiệu gạo Việt Nam. Đối với Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng các cái vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao để phục vụ cho các cái thị trường, để ra thị trường trong nước và xuất khẩu, rồi thử xây dựng các cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái yêu cầu an toàn chất lượng gạo. Lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực mà quy mô sản xuất hộ vẫn là chính. Vì vậy, cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn. Sản xuất đóng một vai trò quan trọng, nhưng thị trường tiêu thụ giải quyết sản phẩm đầu ra lại đóng vai trò quyết định. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, chúng ta phải hướng đến xây dựng sản phẩm, thương hiệu, sản phẩm lúa gạo chất lượng cao hay sản phẩm lúa gạo hữu cơ, tăng cường liên kết thị trường nội, ngoại vùng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu lúa gạo thông qua các kênh đầu tư nước ngoài. Về phía phòng thương mại công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái liên kết cũng như là cũng có những hợp tác để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu, để liên kết cái chuỗi xuất khẩu, chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp. Ví dụ như là chúng tôi cũng có kết hợp với cả tổ chức thương mại thế giới ITC, hay là kết hợp với cả một số công ty có những cái để phổ cập những cái thông lệ hoặc là những cái áp dụng để làm sao mà cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đạt cái tiêu chuẩn quốc tế. Việc thực hiện tốt đề án tái cơ cấu cũng như những chính sách phát triển phù hợp không chỉ giúp ngành gạo đảm bảo được mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn trong năm nay mà còn tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong thời gian tới. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.